suýt xoa chiếc gái một con gã sát nhân giấu mặt hé cửa vung đòn làm bậy lúc nửa đêm xin chào các bạn đang theo dõi pkt tiêu sư tử tu giang hồ người nổi tiếng nhắm thấy con mồi là người phụ nữ một con nóng bỏng gã sát nhân giấu mặt đã hé cửa vung đòn kéo khóa quần làm bậy đến tắt thở Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng cho tới tận bây giờ, nhiều người dân sinh sống tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, vẫn không thể nào quên được vụ việc kinh hoàng xảy ra với chị Nguyễn Thị Vân Anh và cậu con trai lên 10 vào một ngày đầu năm 2017. Án mạng gái một con Vụ án xảy ra trong đêm tại căn nhà khuất nẻo vắng người qua lại. Nạn nhân là người mẹ đơn thân cùng đứa con trai lên 10 hung thủ không chỉ lấy đi toàn bộ số tài sản ít ỏi của hai mẹ con, mà sau khi ra tay sát hại nạn nhân, thậm chí còn rời cho đôi bại với người phụ nữ đáng thương. Vụ án không dấu vết, nên sau 18 ngày quyết tâm cao độ và vất vả, lực lượng công an mới tìm ra thủ phạm. Sáng 22 tháng 1 năm 2017, chị Lan có việc sang nhà chị gái ở phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dựng xe ngoài cổng thấy cửa mở, chị lên tiếng gọi nhưng không nghe thấy ai trả lời. Đưa tay đẩy cửa, chị Bàng Hoàng phát hiện chị gái mình là Nguyễn Thị Vân Anh sinh năm 1986 và cháu trai Trần Văn Việt sinh năm 2007 nằm bất tỉnh trên giường. Vết huyết đỏ vương vãi khắp nơi, chị Lan vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhận tin báo, công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, phối hợp bảo vệ hiện trường. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lại xảy ra giáp Tết nên lực lượng công an nhanh chóng tập trung lực lượng điều tra. Tại hiện trường đồ đạc bị xáo trộn, nhiều vết huyết đỏ vương vãi khắp nơi. Đặc biệt chị Vân Anh còn có dấu hiệu bị giở trò đồi bại trước khi tử vong. Căn cứ dấu vết thu thập được tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định đây là vụ án đoạt mạng người cướp của hấp diêm. Bởi ngoài việc mẹ con chị Vân Anh bị tác động ngoại lực với nhiều vết thương chí mạng gây thương tích nặng, nạn nhân còn bị mất một nhẫn vàng tây, một điện thoại di động và gần 3 triệu đồng. Được biết chị Vân Anh có con riêng, chồng đã ly hôn. Nhà chị ở khá biệt lập trong khu vực hẻo lánh, ít có quan hệ với người xung quanh. Vụ án xảy ra ban đêm, không có nhân chứng. Tại thời điểm cơ quan điều tra có mặt, cả hai mẹ con chị Vân Anh đều bất tỉnh nên không cung cấp được thông tin. Nên công tác điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Người dân ở đây nói Vân Anh là gái một con trông mòn con mắt quả không sai sau khi thinh nở cô gái này có thân hình nở nang, có nhiều nét đẹp và yêu kiểu. Nếu không lỡ giờ lần đó có lẽ ai cũng nhầm tưởng cô gái đang ở tuổi trăng rằm. Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng. Hung thủ ra tay manh động. Ban giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, giao cho phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố Sông Công nhanh chóng điều tra để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trấn an dư luận. Trên cơ sở các dấu vết tại hiện trường, Ban chuyên án đặt ra nhiều tình huống để tiến hành điều tra. Nhiều mũi trinh sát được cử đi xác minh triệt để số đối tượng nghi vấn, đặc biệt đều có xét nghiệm ADN để phục vụ công tác điều tra khoanh vùng và loại diện đối tượng. Ban chuyên án cũng cử trinh sát truy tìm nghi vấn từ vật chứng là gần 3 triệu đồng chiếc nhẫn màu vàng có dính đá và chiếc điện thoại mà chị cũng mới mua lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Mặc dù đã là những ngày cận Tết, các trinh sát vẫn có mặt ở từng con ngõ của thành phố Sông Công để xác minh. Những đối tượng hình sự cờ bạc nghiện hút và chú ý cả những đối tượng vãng lai chưa về quê ăn Tết để tìm ra manh mối hung thủ. Ra soát cả những điểm cầm cố vàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn. Hàng trăm đối tượng tình nghi được giả soát và loại đi khi có căn cứ xác đáng. Quá trình điều tra, trinh sát đặc biệt chú ý đến một chiếc áo len để lại hiện trường. Trên hai cánh tay áo có vết huyết đỏ. Tập trung giả soát, cùng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, các trinh sát nhận được nguồn tin quý báu về chủ nhân chiếc áo này. Mới lên làm việc, người này thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với chị Vân Anh và đặc biệt tỏ ra hoảng sợ lo lắng. Tuy nhiên khi tiến hành xét nghiệm ADN của người này thì lại không phù hợp với mẫu ADN thu được tại hiện trường. Vụ án tưởng đã được làm rõ, nhưng khi có kết quả xét nghiệm ADN thì lại rơi vào bế tắc. Chiếc điện thoại vén màn sự thật. Như vậy kẻ tình nghi đã bị loại khỏi còn hung thủ thực sự là ai? Bàn chuyên án đã triệu tập một cuộc họp bất thường nhằm truy ngược lại quá trình điều tra xem có điểm mấu chốt nào chưa được làm rõ. Tất cả các điều tra viên, trinh sát đều nhận định hung thủ cực kỳ tinh vi xảo quyệt, quá trình gây án đều không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hắn tính toán kỹ lưỡng từng thời gian, địa điểm và khu vực nhằm đánh lạc hướng điều tra. Nhưng quan trọng hơn cả là chiếc điện thoại di động, chiếc nhẫn vàng, tăng vật vụ án hiện đang ở đâu tiêu thụ đi nơi khác hay vẫn còn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là manh mối nhằm tiết lộ hung thủ. Rất nhiều mũi trinh sát lại tiếp tục được tung ra, ban chuyên án nhận định có thể hung thủ không phải là người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc vụ án đang bế tắc thì có tin của một trinh sát báo về, chiếc điện thoại của nạn nhân đang được sử dụng tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sau đó, ban chuyên án báo cáo cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng đang sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu người sử dụng chiếc điện thoại có phải là hung thủ không? Ngày mùng 7 tháng 2, tổ trinh sát gồm 5 đồng chí được cử xuống công an huyện Nghĩa Hưng tìm kiếm người sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân và được xác định là Đới Văn Quảng, sinh năm 1991, quê quán trú tại tổ 10 thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tiền án tiền sự? Không. Quảng chưa có tiền án tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định đặc biệt là từng đi bộ đội đóng quân gần hiện trường nơi mẹ con chị Vân Anh bị sát hại. Tuy nhiên Quảng không có mặt tại nhà và nam thanh niên này thường xuyên liên tục thay đổi chỗ làm, chỗ ở. Gần đây nhất Quảng có về quê ăn Tết rồi lại đi đâu đó. Tuy nhiên có thông tin Quảng đi thăm bạn ở Quảng Ninh sẽ về thăm nhà trong ngày 9 tháng 2. Lúc này ban chuyên án nhận định có thể Quảng chính là thủ phạm gây án chứ không đơn thuần chỉ là đối tượng tiêu thụ chiếc điện thoại của chị Vân Anh. Trước tình hình đó, các tổ chính sát tiến hành nhận diện chính xác hung thủ và bắt giữ nhanh gọn, không để đối tượng chống trả. Vì chỉ cần một chút sơ hở, đối tượng sẽ cao chạy xa bay. Trưa ngày 9 tháng 2, tổ truy bắt quyết định hành động. Tại bến xe thị trấn Rạng Đông, trinh sát phát hiện đối tượng ngồi trên chiếc xe buýt đã tiến hành vây bắt. Thế bóng công an Quảng lập tức bỏ chạy, nhưng được hơn 500 mét thì bị tóm gọn. Khi mới bị triệu tập, đối tượng rất quanh co không chịu khai nhận gì. Nhưng với chiếc điện thoại của nạn nhân mà Y đang sử dụng, Đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra quảng khai, hắn đi làm ăn tại tỉnh Long An, ngày 21 tháng 1 năm 2017 hắn về đến Nam Định nhưng lại nảy sinh ý định đi thăm đơn vị cũ tại tỉnh Thái Nguyên, nơi hắn tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2010 đến năm 2011. Bắt taxi tới đơn vị lại thấy đóng cửa, hắn tiếp tục đến nhà người quen nhưng cũng không gặp trên đường đi ra đối văn quảng nhìn thấy hai mẹ con chị vân anh ở khu vực vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản hắn ngủ bên vệ đường để dình hai mẹ con đợi đến 23 giờ đêm đó hắn dùng thanh gỗ cậy cửa lẻn vào đột nhập lục xoát lấy đi tài sản của người mẹ đơn thân khi bị chị vân anh phát hiện truy hô hắn liền dùng thanh sắt đánh lúc này con trai chị vân anh thức giấc hắn không tha cho con của chị vân anh thấy cả hai nạn nhân đã bất tỉnh hắn đã kéo khóa quần và thực hiện hành vi đồi bại với chị vân anh Hắn chút hết mọi âu sầu đời mình vào chị, thậm chí không hề biết rằng hắn đã làm bậy với gái một con khi nạn nhân sống dở chết dở. Thực hiện hành vi đồi bại không còn tính người, nhận thấy nạn nhân đã tử vong. Quảng vội vàng kéo khóa quần, phủ quần áo lên nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Với quyết tâm tấn công tội phạm, sau 18 ngày không nản trí, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ kẻ gây án. Gần nửa năm sau ngày gây án, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đới Văn Quảng. Vào tháng 8 năm 2017, Đới Văn Quảng đã phải nhận mức án 30 năm tù giam cho cả ba tội danh mà hắn đã gây ra. Hãy nhìn gương mặt của tên sát nhân này mới đủ thấy căm tức và ghê giận tội ác hắn đã gây ra. Dù có nhắm mắt, có xuống suối vàng thì có lẽ cô gái một con kia cũng không thể tha thứ cho tội ác kinh hoàng của hắn. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án suýt xoa chiếc gái một con gã sát nhân giấu mặt hé cửa vung đòn làm bậy lúc nửa đêm này hay không? Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.